Lời đầu tiên, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Katie xin kính chào quý vị khán giả, quý độc giả của kênh 14. Yeah. Lần thứ hai mà vẫn không được. Nghĩ như thế nào về vai diễn lần này của mình khi mà đang xem với vai Bad Boy ở MGM 18? Thấy vai này nó khác, nó không được hào nhoáng bằng cái vai kia. Rồi với lại cái mà mình gây chú ý mà mình mong muốn làm cái dự án này là được làm cho một dự án với những đồng nghiệp này của mình. Ví dụ như là chị Thu Trang, Katy, đó là những người mà mình đã từng cộng tác. Rồi giờ là mình làm với anh Thái Hòa, anh Đức Thịnh, rồi anh Văn, rồi chị Ánh, rồi anh Dũng, anh Linh nữa. Và mình học được rất là nhiều, học rất nhiều. Giống như hồi nãy chị Trang nói là anh Đức Thịnh luôn luôn nói là hỏi là tại sao phải ngồi ở đây, tại sao phải cười, tại sao phải thoại con này, tại sao và lúc đầu mình cũng tại sao lại hỏi nhiều tại sao. Kể cả anh Thái Hòa cũng kêu mày giờ này tối rồi mày bớt tại sao đi ngủ đi. Nhưng mà hả ông, anh Thái Hòa vẫn chiều anh Thịnh, ngồi với anh Thịnh nói chuyện, giải thích với nhau đến 4 giờ sáng. Thì đó là mình nhìn được những hình ảnh đó, mình học hỏi được nhiều và mình trao dồi cho cái việc làm nghề của mình rất là nhiều. Còn về nhân vật thì đó, mọi người coi thì mọi người sẽ thấy nó sẽ khác một chút xíu. Nó thật ra mọi người, nên nếu mọi người nói là vai này nó giống như vai bên MG18 thì cuộc đời làm nghệ thuật chắc chắn nó sẽ có, mình sẽ gặp được nhiều vai nó tự tự giống nhau, nhưng mà nó sẽ tự tự ít thôi. Và nó sẽ có một cái điểm khác chứ không thể là một hoàn toàn giống được. Sau khi mà xem xong thì không chỉ đánh giá là cái vai diễn này của chị thì thể hiện rất là khác so với những cái vai diễn trước đây của chị. Thậm chí là nhiều anh chị còn nói là nó gần như lấn át toàn bộ những cái diễn viên khác bởi cái diễn xuất của chị. Thì chị có nghĩ rằng đây là một cái vai diễn để đời của mình không? Chưa coi cho nên là không hỏi. Đúng rồi. Nhiều đất diễn hơn thì chắc là không có đâu, tại vì thật sự cái kịch bản này là đất diễn của 7 diễn viên là đều chia đều, và cái khúc này là của cặp này, khúc kia là của cặp kia, là anh Dũng đã phân chia rất là rõ ràng rồi. Có nhớ cái cảnh mà như đang drama giữa cái cặp này mà là lúc đó là chị diễn mà chị chỉ khóc thôi, mà anh Dũng nói Trang ơi bớt khóc lại, em khóc mọi người sẽ cười và sẽ không tập trung cho Kathy và Kiều Minh Tuấn. Thì đó, anh Dũng sẽ điều chỉnh những cái đó lại để mà cân bằng tất cả những cái vai diễn của diễn viên. Nói về ai nhiều đất diễn hơn ai thì không có, chắc chắn là sẽ không có. Có hay không là do là cảm nhận, cảm thụ của từng nhân vật như thế nào thôi. Giống như khán giả thì cảm cái nhân vật của Trang, rồi có khi khán giả sẽ cảm nhân vật của Tuấn hoặc là của Katy, từng người sẽ cảm nhận như thế nào thôi. Nói về để đời thì cũng không biết, biết đâu tháng sau Trang sẽ có một phim khác nó cũng hay, hoặc là năm sau Trang có một cái phim khác nó cũng hay, sao không dám nói. Cái vai diễn để đời là tới lúc mà mình về lớn tuổi, về già rồi mình không đóng phim nổi rồi đó, mình sẽ chiêm nghiệm lại cái quá trình của mình làm nghề như thế nào, và mình thấy cái vai đó là chắc chắn là cái vai để đời. Và cái vai để đời không phải là để mình tự nhận nữa, mà là khán giả sẽ nhận định về cái điều đó. Bạn có cảm thấy là vì bạn và anh Kiều Minh Tuấn đã diễn với nhau em nghĩ có thể đó là một phần của lý do tại sao chú Dũng chọn em với lại anh Kiều Minh Tuấn thôi. Nhưng mà cái vai diễn này nó yêu cầu là kể cả nhân vật của em và nhân vật của anh Tuấn đều phải lớn hết. Nên là không thể nào mà bưng y chang Linh Đan với Hoàng ở bên đây được. Vì tình cảm của cặp đôi này hoàn toàn khác, nó lớn hơn và nó nói chung là nó không có giống như tình yêu mộng mơ ngày xưa tuổi 16 của nhân vật Linh Đan được. Nên là em chỉ nghĩ là nhờ những nhờ bộ phim trước của mình nên là mình mới có được cái chemistry nó thật như vậy. Để chú Dũng nghĩ rằng là cái vai diễn này khi mà mình làm lại thì mình cũng sẽ làm được thôi. Anh Kiều Minh Tuấn sau khi mà đối diện lại với Katy trong cái vai diễn lần này thì mình có cảm thấy là Katy đã lớn hơn, đã có quyến rũ hơn hoặc là như thế nào so với lại cái vai diễn ở MG18? Không. Katy đẹp hơn, sắc sảo hơn, quyến rũ hơn. Nhưng mà
vừa nãy có một cái câu trả lời thì mọi người cũng đã nghe rồi, và mình cũng đã vừa nhận định thêm nữa là thêm nữa là Cathy thông minh sâu hơn. Lúc trước còn lóc chóc lắm à. Không, thật sự cái đó là thật sự anh rất là hãnh diện về em khi ngồi đây vừa nghe cái câu trả lời của em. Mọi người ơi, tôi còn sống nha. Em cũng hãnh diện về chị, về cái câu rồi, trả lời của anh chị đúng rất hãnh diện. Bây giờ tiếp tục về câu chuyện của Cathy và Kim Minh Tuấn nha mọi người. Tới đâu nhá. Anh đang hãnh diện Cathy. Hả? Ủa? Hết luôn rồi. Ủa là cái câu hỏi của em là cái gì vậy? Em hỏi là thấy quyến rũ hơn không? Đúng rồi, đó, quyến rũ hơn. Đó, mọi người cũng thấy mà Cathy ốm hơn trước. Đúng chưa? Em hỏi cái câu này nó hơi mâu thuẫn là bình thường anh Tuấn hay nói là em ốm quá em cũng không đẹp. Bây giờ kêu ốm đẹp là... Tại vì lúc trước Cathy cứ đòi ốm, cái mà mình sợ kiểu mà... giảm cân đột ngột quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên mình kêu đừng ốm quá. Nhưng mà vậy ok, ổn, tốt. Vậy em có một câu hỏi tiếp theo. Trong phim này là chị có cảm thấy là mình đang được ưu ái quá nhiều hay không? Không biết tại sao mà sau khi xem phim xong thì rất là nhiều các anh chị khác nói như vậy, đó là chị có cảm thấy là mình có được ưu ái quá hay không? Được ưu ái. Cái câu ưu ái mọi người có thấy có chị ưu ái chỗ nào vậy? Ủa là cái đó gọi là mua chuột đạo diễn hay sao? Sao mà chị làm bạn nhậu của tất cả mọi người? Không phải mọi người, nói về ưu ái thì không có. Chắc chắn là anh Nguyễn Quang Dũng khi mà tất cả diễn viên hợp tác với ảnh á, thì trời ở đây ai cũng là có tên tuổi hết rồi, cho nên là khi mà anh Dũng mà đối xử thiên vị là chắc chắn là sẽ không yên với mọi người đâu. Cái đó là điều hiển nhiên. Không có, em có tin đó. Không, anh không có tin đó luôn. Không, nhưng mà anh Dũng là một người rất là công bằng. Chính vì vậy mà mọi người rất tin tưởng để mà hợp tác với anh Dũng. Và ngay đâu phải mà mình anh Dũng đâu, còn có anh Phan Tếu, nhà sản xuất rất là nhiều. Cho nên là nói về ưu ái thì sẽ không có ưu ái. Còn nói về cái vai diễn của Trang, cái cảnh diễn của Trang mà Trang thích nhất và khó khăn nhất có lẽ là cái cảnh mà dở cái váy lên. Cái cảnh dở cái váy lên là cái cảnh mà Trang thấy khó nhất. Bởi vì... cái cảm xúc và cái tâm lý ngay cái đoạn đó cũng rất là khó. Phải khóc rất nhiều ngay cái đoạn đó. Rồi cái làm sao để mà Trang và Thái Hòa tương tác với nhau để mà mọi người thấy đúng là cái khúc mắc của hai vợ chồng này bây giờ đã đến đỉnh điểm rồi. Không thể nào mà có thể chối bỏ được nữa, là phải giải quyết nó ngay đây. Mặc dù mình có bảo hộ hết rồi nhưng mà mình làm rất là ngại. Sau đó thì... mình cũng mặt chai mày đá, mình thôi kệ, chọc thì chọc, mình cứ diễn. Thì đó là một cái vai ấn tượng của Trang.